Buồn quá các anh các chị ơi, em bị bom hàng rồi. Bom mà nói với em Nhung một câu ấy thì em không trách làm gì, hoặc là do dịch bệnh hàng quay đầu về em cũng không nói lại lửa lời đâu, vì là nó do cái tình hình dịch bệnh chung. Nhưng mà đây hàng đi dễ dàng, mới đặt hàng hôm 11 tháng 10, đến 16 tháng 10 hàng đến, ship gọi điện thì nhận đến 21 thì nhận hàng. Thì đến 21 ship gọi cái ship đã cho xe hỗ trợ, xe ô tô hỗ trợ, vì cái hàng này hàng nặng mà, nên là người ta cho xe ô tô hỗ trợ vào đến tận ấp rồi. À, cái hàng này thì đang ở ấp Long Hưng nhá, xã Long Chánh, Gò Công Đông, Tiền Giang, với cái đơn hàng là 50 chậu chống đồng 48 và 50 chậu chống đồng 38, có pha màu cả giả đá đen. Thì cái đơn hàng này nếu mà 50 cái chậu chống đồng 38 này bình thường là mọi người đang phải mua với giá là 50 nhân với 16 thì sẽ thành là 800.000 nhá. 800.000 là bên em đã bao ship rồi. Thì bây giờ nếu mà ai gỡ cho em cái đơn hàng này thì sẽ là em sẽ giảm cho 100.000 nhá. Vì là nếu mà bây giờ hàng hoàn về là em cũng mất 100.000, thì em sẽ giảm coi như là cắt lỗ. Còn 700.000 trên 50 cái chậu 38 nhá các anh các chị nhá. Chậu chống đồng 38. Còn cái mã này, mã nhựa chống đồng 48 cũng có hai màu đá đen và đỏ như thế này thì là sẽ làm giá là 23 thì sẽ là 1.150.000. Thì em sẽ xin được giảm 150.000 để lấy tròn 1 triệu. Thì đằng nào về thì cũng bị lỗ, cũng rất là buồn, mà cũng không muốn cái hàng nó phải đi cả nước như thế để nó quay đi rồi quay về với mình nhìn rất là buồn. Nên là ai ở xã Long Chánh, Gò Công Đông, Tiền Giang hoặc là ở gần đấy có thể ra bưu cục Gò Công Đông thì lấy giúp em, thì em xin được cắt cái phần mà chuyển hoàn về để trừ vào tiền hàng cho mọi người nhé. Ai mà có nhu cầu ký hàng như thế này để vào cây thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915882513. Và qua đây thì em cũng nhắn nhủ với anh Tâm ở ấp Long Hưng, xã Long Chánh, Gò Công Đông, Tiền Giang rằng anh có một cái tên rất là hay, có tên rất là đẹp, nhưng mà anh đừng lên làm như này. Với em thì một lần thôi, nhưng mà đừng làm với người khác như này, thất đức lắm cảnh anh nhé. Và cũng xin cảm ơn trước ai sẽ gỡ cái đơn bom này cho em. Thì vừa là cái trừ được trừ tiền, giá sẽ rẻ hơn được hẳn 100.000 trên 50 chậu. Và cái đơn chậu to hơn thì là sẽ giảm được hẳn 150.000 nhé. Xin cảm ơn rất là tình cảm mọi người dành cho em. Và ai ở gần cái xã Long Chánh thì gỡ hộ em giúp cái đơn này nha. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.